Dạ, mời sức ngồi ạ. Dạo này sao mà xe cổ đường sáng gì kẹt xe hoài vậy? Dạ, có mệt không sếp? Không mệt lắm thôi. Đến hộp đi anh ơi. Đến hộp đi anh ơi. Đến hộp đi anh ơi. Ghê quá. Để áo ra đi anh. À, hộp đi cho em ơi. Dạ, báo cáo sếp. Chưa họp được sếp ơi. Hiện diện của mình là 3/50% anh chị. Phản hồi có thêm dự cuộc họp. Còn 10% phản hồi là không. Dạo gần đây á, hai cái anh trưởng phòng, cái anh trưởng phòng tổng hợp của anh trưởng phòng kinh doanh, hai cái anh này này, người á thì đi trễ về sớm, người thì suốt ngày bắn các cuộc họp. Em gọi ngay hai này cho tôi. Dạ, sếp cho em 1 phút 30 giây. Trời ơi, cầu thang bữa nay công ty xấu dữ tụi bay. Ô, chào hai người đẹp, ăn sáng chưa? Ai? Trời ơi, ăn cơm bữa nay ngon lắm, cái bọn ăn là bổ phí, ăn chưa? Định rủ rồi, có điều kẹt xôi với bạn khác rồi, đợt khác đi nha. Em ca, đại ca nghe máy giùm em với. Ây da, như bao phút khách vừa gọi, hiện đang luyện võ tại chiếu lưu tử ha. Đề nghị. Alo, đại ca nghe em ơi. Chiều đi. Ờ, được. Vậy ha. Rồi, chiều nay em tới liền. Vậy hay em. Ừ, tay em, bye bye em. Alo. Alo, nghe đây. Anh ơi, anh Huy phải không? À. Anh ơi, em là Thảo. Ý, em là Thảo Ngân. À, nghe đây. Dạ, anh ơi, hôm nay mình có cái buổi họp để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 3 năm thành lập công ty mà em chưa có thấy anh đến. Anh lên liền với em được không? Ủa, họp nữa em. Anh nhớ là anh có lần thứ 5 mà. Dạ anh ơi, đúng là thứ năm, nhưng mà thứ năm hôm nay đó không? Hôm nay là thứ năm nè. Dạ, dạ anh thứ năm tuần sau em ơi, bây giờ anh bận mất rồi Thảo ơi. Trời ơi, anh lên liền giùm em đi, sếp đang gọi đó anh ơi. À, chắc là lần sau em gửi mail chính xác thì anh mới nhanh, chứ bây giờ anh bận rồi, cho thời gian sau thì anh báo cáo sau anh nha. Ta dạy nha, dạ bận cũng được, bye bye nha. Alo, dạ để em. Đi học gì mà bê trễ. Anh này khổ ghê đó. Dạ, báo cáo sếp. Xạo, ông xạo. Anh ý không đến được ạ. Anh đi cuối gì vậy? Lại bắn hộp nữa. Dạ vâng, thưa sếp. Không có nổi ông này. Em tôi chuẩn bị khí hộp. Hộp làm gì bây giờ mới có 1 2 bóng, 3 bóng, 4 bóng, 5 bóng, 6 bóng và 1 7 bóng lộ. Không có được nha. Dạ, em chào dạ, sếp. Dạ, 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 em chào sếp. Ông thằng giờ mới tới. Dạ đâu có đâu, em tới sớm chứ nữa. Tôi tới sớm không thấy ai đâu. Dạ dạ tụi em tới sớm lắm đó chứ, nhưng mà họp ở căn tin được. Có họp gì không? Em tạo thằng cái lên nhất liền. Ê dù gì vậy? Có họp thiệt không? Hỏi lại nữa à. Dạ thiệt mà. Ừ. Ê, tốt đó. Chắc là hôm nay dự tưởng phải không? Dạ. Thôi, mời hai anh về chỗ đi. Trời ơi, bữa nay chạy tóc đuôi sam luôn nha. Hôm nay có mái tóc đâu đẹp đi ta. Bữa nay nhìn chị má quý rồi. Ồ, ờ, bị hại, chị nào, bữa nào thì đừng mua gì. Tóc nhựa. Chị mới nhựa sam. Các chị trật tự, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. À, hôm nay là chúng ta đã có tiến bộ hơn. Tôi khen thưởng tinh thần các anh chị. Chúng ta hôm nay chỉ trễ hơn 15 phút. Để bắt đầu cuộc họp hôm nay, như trước giờ tôi đã nói, các anh chị chúng ta đều là người lịch sự. Chúng ta vui lòng tắt điện thoại hoặc ở chế độ rung. Thủy ơi, có lẽ thượng đế sanh ra giờ đặt quỷ.
nào cho nổi. Đồ vô duyên à. Tôi đề nghị các chị này trật tự. Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta đều là những người lịch sự. Phải tắt điện thoại, phải tắt điện thoại. Tắt điện thoại đấy cơ, tắt điện thoại đấy cơ. Tôi một lời nữa. Thưa các chị, hôm nay chúng ta có một cuộc hết sức quan trọng. Hết sức quan trọng. Công ty chúng ta, công ty âm vang của chúng ta sẽ còn 3 tuổi. Chính vì vậy, ban giám đốc đã chỉ đạo cho tôi phải tổ chức cuộc họp này để lấy ý kiến các anh chị. Con tôi còn 35 tuổi nè. Em à, không? Ờ, nó nhiêu ký rồi em? 25 ký đó chị, thương không? Trời ơi, 3 tuổi 25 ký. Ờ. Thằng chó con này nó ghét thiệt. Đúng là con nhỏ này nó ném gì con voi chứ con chó gì bự nhà bá luôn. Gì không? Con người. Trời xin. Tôi đã nói rồi. Các anh chị, tôi đang nói mà. Xin. Tôi đã nói nè, tiếp tục. Công ty công văn của chúng ta phải tổ chức làm sao kỷ niệm 3 năm của nó thật là hoành tráng, để mọi người phải biết và phải nghe thấy chúng ta. Chính vì vậy, cuộc họp ngày hôm nay điều quan trọng là chúng tôi thừa lệnh với giám đốc là lấy ý kiến của anh chị để chúng ta tổ chức lễ tổng kết 3 năm. Như vậy, đó chính là lý do của cuộc ngày hôm nay. À, để bắt đầu cuộc họp thì tôi xin mời các chị chúng ta cho ý kiến. Để mời các chị. Ủa, các anh chị cho ý kiến chứ, không ai ý kiến gì à? Không ai ý kiến gì hết luôn à? Không ý kiến mà tôi chỉ định này nha. Trời ơi, sếp lớn chứ không để chỉ định nữa. Làm người ai làm thế sếp ơi. Nhất nhất thắng lượt. Tôi sẽ chỉ định, em nhớ là ghi đầy đủ cho tôi nha. Nhớ nha. À, cái anh này cũng nhiều khi có nhiều ý kiến hay lắm. À, thôi tôi mời anh Giang. Anh Giang cho ý kiến đây. Mời anh Giang. Gái ơi, sếp gọi kìa cưng. Vậy đi. Gọi. Một lần nữa tôi mời anh Giang cho ý kiến. Anh Giang, anh Giang, anh cho ý kiến đi. Dạ, chào sếp. Anh như sếp mới vô không? Em mới gặp sếp. Tôi vô trước anh chút. Anh cứ bạn nói đi. Ý kiến gì giờ? Ý kiến đại. Gái có sao, gái nói vậy đi. Dạ. Em á, là em à, hoàn toàn đồng tình với ý của sếp. 3 tuổi là một chặng đường rất là dài của công ty. Và đặc biệt, sếp là một người em lúc nào cũng tôi luôn tấm gương sáng. Mà ngày nào cũng lé dẻ lao nhẹm lao. Lao đầu cưng. Ở mặt. Chính vì vậy, em cảm thấy ý kiến của sếp là hoàn toàn chính xác. 3 năm là một sự kiện linh trọng đại. Vì vậy chúng ta phải tổ chức thật là oanh tráng. Và để tổ chức thật là oanh tráng, em xin mình chị thầy có ý kiến, em hết ý kiến rồi. Thủy nào cha nội. Thôi đi. Từ trước đến giờ toàn để chị nói coi. Từ trước đến giờ còn mình tránh được trước không à. Khen có, chê có. Mình thấy chê không bây giờ thấy khen đâu. Dạ, bây giờ kỳ này các anh chị nên có sự đổi mới đi. Kỳ này phòng tránh không trước nữa. Phòng tránh nhường là cho các anh chị đó. Thôi chị Thủy. Chúng ta đều là người lịch sự. Gái đã giận sếp. Chúng ta phải bình thường, bình tĩnh. Ước tờ báo sếp rồi. Thôi được rồi. Được rồi. Tôi xin mời anh chị khác. Xin mời chị Điệp. Mời chị cho ý kiến. Em có ý kiến là ý kiến của em giống như ý kiến của chị Phòng Hồng Tránh. Cho nên năm nay để cho các bộ phận khác làm cho nó có thể ăn xin. Tôi xin ghi nhận, cảm ơn chị. Hai cái chị này suốt ngày ăn uống đi mua sắm với nhau hoài. Ai vui với nhau không ạ? Có được gì hết. Thôi tôi mời ý kiến anh chị khác. Dạ con có ý kiến. Anh này sáng có cái họp trước không? Có ý kiến này này, mời anh. Dạ kính thưa giám đốc. Dạ kính thưa các anh dạ làm lại. Dạ kính thưa giám đốc. Dạ kính thưa các anh chị trưởng phòng. Dạ kính thưa các
anh chị không không phải là trưởng phòng. Biết con rồi. xin có ý kiến vậy nè. Cái đội nào mà làm mấy lần trước á, thì cái lần này làm tiếp đi. Mà nếu mà lần này mà làm mà không được á, thì dám đâu chỉ bảo hướng dẫn để lần sau làm nữa. Dạ em xin có ý kiến ngắn gọn như vậy đó. Trời ơi, quỷ này ngắn ghê luôn á, ngắn cái thằng cút mà cưng. Anh Phú ơi, anh nói hết chưa? Anh nói hết chưa? Dạ con mệt quá quá rồi. Rồi được rồi, tôi xin cảm ơn ý kiến rất là xúc tích và ngắn gọn của anh Phú. Trời ơi, em có ý kiến. À, anh Vinh, anh này sẽ có họp, mời anh. Bữa nay má có ý kiến, Dạ, má nói con. Tới đi má. Dạ, thưa anh. Em bất chợt suy nghĩ là cái ý kiến nhỏ vậy ạ. Năm nay kỷ niệm 3 năm thành lập công ty. 3 năm, đúng không? Đúng rồi. Nên chúng ta làm cái sự kiện phải gắn số 3 thôi. Số 3. Dạ, ví dụ như một anh chị nhân viên chỉ được thưởng 3 tháng tiền lương. 3 tháng tiền lương. Các anh chị nào thâm niên làm trên 3 năm thưởng thêm 3 tháng nữa thôi ạ. Thêm 3 tháng nữa. Dạ, cuối năm mình làm tổng kết ngắn gọn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm của sếp. Mình chỉ ở một cái khách sạn nhỏ 3 cộng 2 sao thôi. Là 5 sao của sếp. Dạ, em xin hết. Trời ơi, con yêu má. Má mà con. Bữa nay má đẹp, má vui tính. Má đẹp ghê đó. Trời ơi, chị ái ngại kìa. Chắc là thay mặt ban giám đốc, tôi cũng ghi nhận, xin cảm ơn ý kiến của anh Minh. Nhưng chắc là tôi sẽ gửi ý kiến của anh Minh cho ban giám đốc xem xét khi công ty chúng tôi sẽ tròn. Chỉ ước một hảo nguyên đầy cho trong một năm nào bắt mái đi. Alo. Rồi. Từ, đợi chút. Lại có điện thoại nữa à? Dạ không ạ, em đi giải quyết nhu cầu thiết yếu cuộc sống ạ. Trời ơi, nhìn trời kìa, trời ơi, cười quá đi. Dạ, sếp với lại các anh chị chắc học tiếp đi nha. Em xin phép em về trước chút xíu. Nhà có việc gấp lắm. Con bạn của vợ tôi nó đẻ, tôi phải đi về, chở nó đi đẻ. Vậy là sao? Bye sếp, bye bye mọi người, em về nha. Bye bye. Tôi nghe cái gì nữa? Bạn của vợ nó đẻ sếp. Mới tháng trước nó đưa vợ nó đẻ. Hôm nay đưa bạn vợ nó đẻ. Mai mốt căng khó nè. Hôm sau nó đưa ai đẻ nữa? Đi đẻ sếp. Hôm sau đưa ai đẻ nữa? Dạ chắc em. Mua đâu có giỡn với các anh chị. Học hành vậy đó. Sếp chuẩn bị chửi chị hết luôn. Anh kia qua đây ngồi bán. Học hành gì? Qua đây. Các anh chị, tôi dặn rồi. Tôi đã nói, tôi gửi mail trước các anh chị. Ông chửi ông. Người thì không chịu đọc mail. Chửi cái gì? Người thì vô đây, họp á thì nói chuyện riêng. Gì mà chửi. Còn chửi, đang chửi. Quà. Hai các anh chị chửi phòng nè, không biết anh hay chị đây. Chửi cái gì? Sao em lấy vậy à? Hai anh này, tôi rất là giận hai em. Tôi đã giận trước. Các anh á là phải chuẩn bị đồ vô. Hôm nay các anh phải phát biểu ý kiến. Các anh có nói được gì không? Các anh cũng thấy trách nhiệm cho nhau. Có báo hoài nhỉ? Để bỏ tờ báo xuống cái cân. Tôi nói là nữa. Tôi nói các chị yên lặng nghe tôi nói nữa. Tôi nói là nữa. Được. Cuộc họp là thứ nhất. Chúng ta không đủ sĩ số. Chúng ta đã hủy rồi. Cuộc họp lần này các anh chị không chịu chuẩn bị nội dung. Vậy chúng ta tiếp tục một bài khác. Tôi đề nghị. Rất tốt. Các anh chị. Tôi đề nghị các anh chị một lần nữa nha. Chuẩn bị nội dung. Lần sau chúng ta họp. Thảo, em xếp ngay cái lời thoại cho tôi. Lại nhớ là chuẩn bị trước Tết đi nha. Điện thoại đứa nào?